Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bà Phương Hằng mua tự do chục tỷ hay Phan Văn Mãi đang làm tiền. Bà Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, cùng là một nữ đại gia sở hữu Rolls Royce Phantom, tức là chiếc xe bóng ma. Hiện nay bà cũng đang ngồi tù như nhiều đại gia sở hữu các chiếc xe bóng ma khác. Bà Hằng từng đổi chiếc xe bóng ma màu đen của bà sang màu đỏ cho hợp phong thủy. Tuy nhiên hậu vận của bà vẫn là tù tội. Không biết ông thầy phong thủy nào tư vấn cho bà mà lại xui xẻo đến như thế. Đây là hình ảnh chiếc xe bóng ma Rolls Royce của bà Hằng được đổi sang màu đỏ cho hợp phong thủy. Có thể nói bà Hằng ngồi tù không vì lý do kinh tế như các đại gia sở hữu xe bóng ma khác, mà bây giờ bà bị trả thù bởi bà dám nói thẳng. Bà dám phang cả ông đương kim chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Ông Mãi cho bắt ngay khi bà Hằng livestream nhắc đến tên ông. Mục đích là bịt miệng bà, bởi nơi bà Hằng livestream là tại Bình Dương, thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của công an, tòa án tỉnh Bình Dương, chứ không thuộc trách nhiệm của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Có một nhà bất đồng chính kiến cho Thời báo chấm đê biết rằng người Cộng sản họ phải bắt người để có vốn liếng mà ngã giá. Nếu không bắt thì họ lấy gì để ra giá với các nước trên thế giới, cũng như các công việc khác mà đảng thường vẫn hay rêu rào. Việc bắt bớ các tù nhân lương tâm từ xưa đến nay là để ngã giá với phương Tây trong các thỏa thuận kinh tế. Họ bắt người vì nước ngoài ra điều kiện nhân quyền thì họ thả người để đạt được mục đích. Vậy nên ông Tô Lâm cứ lục tìm ai mà chính quyền cho là phản động là bắt nhốt. Cũng chiêu bài ấy, ông Phan Văn Mãi cho bắt bà Nguyễn Phương Hằng để rồi ngã giá với bà Hằng. Hiện nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra bà Hằng 7 tháng nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng thuyết phục để buộc tội bà. Đã gia hạn tạm giam hết lần này đến lần khác cũng không thể có bằng chứng thuyết phục. Với bà Hằng, bà có đủ tiền để thuê luật sư giỏi để bảo vệ nên việc ép cung hay phép tội bà vô cớ không hề dễ dàng như những người khác, cho nên giờ thì cần phải thả. Mặc dù vậy, chính quyền này đã bắt là phải ghép cho bằng được tội thì mới chữa thẹn cho được. Chứ họ cũng chẳng bao giờ chịu nhận tự mình đã sai. Đây là hình ảnh bà Hằng đã mua tự do bằng 10 tỷ đồng. Với người Cộng sản thì quyền lực tạo ra luật nên Việt Nam mới có từ là làm luật. Làm luật tức là công an tự tạo ra luật chơi và tất cả người dân đều phải tuân theo. Ví dụ như cảnh sát giao thông chặn đường mãi lộ cánh tài xế thì người ta gọi điều đó là làm luật. Tương tự như vậy, có người cũng cho rằng ông Phan Văn Mãi cũng đang làm luật đối với bà Nguyễn Phương Hằng với giá 10 tỷ. Mặc dù không có đủ bằng chứng để buộc tội, nhưng gia đình bà Nguyễn Phương Hằng phải nộp tiền để bà tại ngoại. Cũng theo báo chí cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng vì chính quyền tìm mãi không ra cớ. Và ông Nguyễn Quang Thuấn, 30 tuổi, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, cũng phải vừa gửi thư đơn đến công an và viện kiểm sát xin đặt 10 tỷ đồng để bảo lãnh mẹ ruột là bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại. Số tiền này đối với mọi người dân có mức sống kha khá là cả gia tài, nhưng đối với bà Nguyễn Phương Hằng thì không lớn. Vì thế, để mua tự do cho bà Nguyễn Phương Hằng thì phía gia đình bà không ngần ngại chi ra. Với gia đình bà Hằng thì tự do quý hơn 10 tỷ, còn phía chính quyền địa phương thì có 10 tỷ xem như bà Hằng cũng có tội, dù tội đó không đáng bị giam, xem như 10 tỷ là đường thoát cho hai phía. Phía bà Hằng thì có tự do, phía ông Phan Văn Mãi tránh được tiếng hồ đồ bắt người để trả thù. Đây là hình ảnh với quyền bính trong tay, ông Phan Văn Mãi đang làm chủ cuộc chơi với thường dân Nguyễn Phương Hằng. Thực ra phía chủ động là phía chính quyền, họ có bà Hằng để ngã giá với gia đình ông Huỳnh Uy Dũng. Gia đình dù họ biết họ thiệt thòi thì họ cũng không thể tố được vì quyền bính nằm trong tay ông Phan Văn Mãi. Làm quan chức ở chính quyền ở Việt Nam là như vậy. Họ dùng luật pháp như công cụ làm lợi cho họ, chứ họ không đứng dưới luật pháp như thường dân khác. Có quyền trong tay, người ta lặn ra công lý, vừa làm tiền dễ dàng với dân. Đó là bản chất của chế độ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trịnh Văn Quyết ra sân, Bùi Thành Nhơn xanh mặt vì đang bị dự bị. Trước khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, người dân đã râm ran về tin tức ông Trịnh Văn Quyết bị bắt. Tiếp theo đó là báo chí đính chính về tin đồn thất thiệt. Thế rồi sau đó lời đồn hóa ra là sự thật.
Cho nên người dân thấy báo chí nhà nước bác bỏ lời đồn thì dân lại càng nghi ngờ, càng hóng để xem lời đồn đó có xảy ra hay không. Đây là văn bản phát tán trên phương tiện mạng xã hội. Có thể nói lời đồn ở Việt Nam chưa bao giờ được tin tưởng như bây giờ. Bởi vì chính ban tuyên giáo đã tự cho người dân kiểm chứng về mức độ thiếu tin cậy của hệ thống thông tin nhà nước. Từ tháng qua, người dân Việt Nam đã đồn rằng ông chủ Novoland Bùi Thành Nhơn đang trong tầm ngắm. Số phận ông này được người dân đồn đoán là sẽ vào lọ nhận một chiếc áo thi đấu của câu lạc bộ Juventus. Hiện nay, Trịnh Văn Quyết đã ra sân khoác áo Juventus. Tuy nhiên, người ta đang ngồi ghế dự bị thì cũng còn rất nhiều, trong đó có ông Bùi Thành Nhơn, chủ của tập đoàn tỷ đô Novaland. Có thể nói màu áo Juventus tại Việt Nam là màu áo ác mộng. Không một vị đại gia nào muốn mình bị buộc phải mặc lên chiếc áo màu đấy. Màu áo làm cho bất kỳ ai cũng phải xanh mặt vì sợ. Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một đoạn nội dung với tựa đề đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Biên Hòa cung cấp hồ sơ cho Phòng An ninh Y tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh về dự án Izumi City và dự án Aqua City về sai phạm trong quản lý đất đai của Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đồng Nai trước ngày 15 tháng 11 năm 2022. Nếu đây là sự thật thì có thể nói ngày ra sân khoác áo Juventus của ông Bùi Thành Nhơn cũng không còn xa nữa. Tuy nhiên, phía Novoland đã nhanh chóng cho báo chí bác bỏ thông tin này. Phía Novoland thì khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật và họ đang làm việc với các cơ quan chức năng để có những biện pháp xử lý cá nhân nào lan truyền nội dung xuyên tạc trên, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng xã hội, khách hàng và các nhà đầu tư. Đây là hình ảnh Novoland đang đính chính. Được biết, Novoland cũng có văn bản thông báo nội bộ liên quan đến văn bản cầu cứu lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông báo này thì Novoland cho hay nhiều ngày qua trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về đơn cầu cứu gửi Bộ Xây dựng của tập đoàn. Tuy nhiên, đây là những thông tin cũ liên quan đến một dự án từ năm 2020 và hiện nay dự án này đang được xem xét giải quyết. Phía Novoland họ cho rằng đấy là hành động của kẻ xấu cắt ghép. Thực hư sự thật thế nào thì chưa thấy cơ quan điều tra lên tiếng. Việc báo chí nhận đặt đăng bài viết để trấn an nhà đầu tư và trấn an nhân viên là điều cần thiết. Có nhà phân tích thì đánh giá rằng việc một vài tờ báo đăng tin đính chính là điều chắc chắn Novoland phải làm để tránh nhà đầu tư hoang mang rút vốn hoặc bán tháo cổ phiếu. Nó cũng không đảm bảo rằng thông tin lan truyền trên mạng là sai. Muốn biết đúng hay sai thì phải chờ, bởi trước đây tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt cũng bị báo chí của nhà nước bác bỏ, rồi cuối cùng tin đồn lại trở thành sự thật. Đây là hình ảnh báo chí bác tin đồn ông Trịnh Văn Quyết bị bắt trước đây. Hiện nay đang là mùa hạn đối với các tỷ phú đô la của Việt Nam, đặc biệt là các đại gia bất động sản và các đại gia chứng khoán. Cũng hiện tại, thị trường chứng khoán Việt Nam thì vô cùng ảm đạm, bất động sản thì đóng băng và đặc biệt là ông Tổng Bí Thư thì đang cho tấn công mạnh vào các đại gia bất động sản mà vay vốn trên thị trường trái phiếu. Theo những gì nhận định được thì sắp tới sẽ có những vụ án bắt bớ kinh thiên động địa. Những khuôn mặt khủng của làng tỷ phú đô la sẽ vào lò. Nhiều ông trùm trong danh sách Forbes có thể sẽ lại ra sân trong màu áo Juventus nổi tiếng. Ông Nguyễn Phú Trọng đang đánh không khoan nhượng và xem ra sắp tới sẽ có những tin tiếp tục nối tiếp với nhau. Những người giàu Việt Nam đến hồi phải trả giá cho những gì họ đã gây ra cho nền kinh tế.